Rồi hôm nay là hướng dẫn cho mấy em làm cái đề thi học kỳ 2 2023 toán chính nha, thời gian 90 phút. Thì của năm rồi, trường chuyên Trần Đại Nghĩa quận nhất. Thì năm rồi thì tầm khoảng 26 tháng 4 mới thi học kỳ. Nói chung là chắc là vô Tết mấy em cũng phải học khoảng 2 tháng nữa mới thi học kỳ. Rồi. Nhưng mà mình làm trước ha. Mình đi trước thì ta chứ để biết chừng nào mà xong. Rồi thì hướng dẫn đề này trên mạng là có ha, cũng không có đáp án nha. Rồi ta đi vào câu 1. Rồi giải phương trình bậc 2 bằng công thức nghiệm. Đó, tức là mình sẽ giải bằng cái phương pháp lớp 9 chứ không được giải lớp 8, 6, lớp 7 gì chăng ha. Công thức nghiệm là delta đó bạn. Được chưa? Rồi. Phương trình có A bằng 3, B bằng 2, C bằng âm 16. Đúng không? Rồi, mấy em sẽ xét cái biệt thức delta. Delta mình là bằng B bình trừ 4AC. B là 2 bình trừ 4 nhân 3 nhân trừ 16. Rồi, 2 bình là 4. Là 4. 4 nhân 3 là 12, nhân cho 16 là bằng 192, là bằng 196. Dương nha. Rồi, vì delta dương cho nên phương trình có hai nghiệm phân biệt theo như công thức nghiệm của mình là gì? X1 là trừ B cộng căn delta chia cho 2A. Rồi, trừ B là trừ 2 cộng căn 196 chia cho 2 nhân cho 3. Này dùng máy bấm ra nè. Tới đây thì nó cho bấm nha. Trừ 2 cộng căn 196 chia cho 6 là bằng 2. À, rồi X2. Thì mình chỉ sửa lại đây là dấu trừ thôi. Đó, thì nó ra là trừ 8 phần 3. Rồi, vậy mình sẽ kết luận ha. Vậy, đúng không? Nghiệm, tập nghiệm của phương trình là rồi, S mình nó sẽ bằng là 2 dưới trừ 8 phần 3. Rồi là hoàn thành được câu 1 ha. Bài 1, bây giờ qua bài 2. Thì cái bài 2 này, cái câu A này thì dành cho mấy em tự vẽ đi ha. Vẽ parabol á. Thì cái câu A này dễ quá, đúng không? Rồi. Thì dành cho mấy em tự làm. Cho tiết kiệm thời gian đó để mình làm mấy cái câu khác ha. Rồi học sinh tự vẽ ha. Rồi, nó đi vào câu B. À, tìm tọa độ giao điểm của B và D. Câu này thì giải nha. Muốn tìm tọa độ giao điểm mình phải lập là phương trình hoành độ giao điểm của B và D là đó, mình cắt hai cái vế phải nó cho nó bằng nhau. Đó, thì đây mình sẽ chuyển qua bên tay phải đi. 2x bình cộng x trừ 3 bằng 0. Thì mình sẽ được phép giải phương trình này bằng máy ha. Ta giải phương trình sau được nghiệm ta. Rồi mình sẽ lấy máy mình bấm ra mod 922 21 trừ 3 ra là 1 dưới trừ 3 phần 2. Rồi, đó, mình sẽ thay từng giá trị vô ha. Thay x bằng 1 vào một trong hai này, thấy cái này nó dễ hơn nè. Ta được y bằng 1 trừ 3 là bằng trừ 2, đúng không? Rồi, tiếp theo mình sẽ thay x
bằng trừ 3 phần 2 vào D này ra được. Thì Y sẽ bằng là x là trừ 3 phần 2 trừ cho 3 là trừ 9 phần 2. Đúng không? Rồi mình kết luận. Vậy tọa độ giao điểm của B và D bằng phép tính là 1 trừ 2 và trừ 3 phần 2. Đó. Trừ 9 phần 2. Rồi là xong. Nha. Dễ không? Giờ chúng ta sẽ đi vào bài 3. Bài 3 như thế nào? Kêu là cho phương trình 3 bình trừ x cộng 8 bằng 0 có hai nghiệm phân biệt là x1, x2. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức này. Chắc chắn là mình phi vùng Vs. Thì cứ làm Vs trước đi nha. Nó đã nói là phương trình có hai nghiệm rồi. Thì phương trình có là A bằng 3, B bằng không được giải nha. Bạn vừa giải là bạn không điểm lắm. Giải bằng 2 vô là không có điểm. 8, đúng không? Đó, đây là V. Phương trình đó, có hai nghiệm x1, x2 nên khỏa hệ thức Vs. Thức Vs như thế nào? X1 cộng x2 bằng trừ b chia a. Rồi, trừ của trừ 10 chia 3 là 10 phần 3. X1 nhân x2 là bằng gì? C chia a. 8 chia cho 3, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ biến đổi cái đó là về tổng tích như thế nào. Thì quá quen rồi. Cái này là trong lý thuyết mình có luôn. Nên cái cách biến đổi nó không có khó. Đây. Cái thủ thuật đây. X mũ 3 cộng y mũ 3. Đó nè. Bắt trước thôi. Được chưa? A à, bằng này nè. Thay vô. Nên mình tạo ra nè. X1 mũ 3 cộng 3x1 bình x2 3x1 x2 bình cộng x2 mũ 3. Đó, mình bớt cái đó ra. Mình thêm cái này vô thì mình phải bớt cái này ra. Đúng không? Và cái đầu tiên là hàng đẳng thức đó. X1 cộng X2 tất cả mũ 3. Phần này đem ra trừ 3X1, X2 ra ngoài. Còn là X1 cộng X2. Đó. Thì đó chính là tổng tích đó. Nha. Rồi mình thay vô. Được chưa? X1 cộng X2 là 10 phần 3 mũ 3. Trừ 3X1 cộng X2 là 8 phần 3 nhân 10 phần 3. À, do hệ thức Vs. Rồi, này bấm máy là xong. À. 10 phần 3 mũ 3 10 phần 3 ha, mũ 3. Rồi, trừ 3 nhân 8 nhân 10 chia với mẫu là 3 x 3 là 9 bằng 280 phần 7 27. Ừ, rồi xong đó. Cái cách giải bài này nó là như thế. Dễ không? Khó ha. Này đưa lên này là đủ không? Rồi rồi thì được. Chúng ta đi vào bài số 4. Số 4 như thế nào đây? Giải bài toán bằng cách lập hệ. Nếu mà bạn làm bằng phương pháp khác mà có đúng đi chăng nữa, phương trình cũng không có điểm luôn. Đúng không? Chúng ta phải cẩn thận cái bài này nha. Đầu năm học, lớp 9A có 32 học sinh. Kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi tổng hợp chiều cao trung bình của cả lớp là 155 cm trung bình nha. Rồi chiều cao trung bình của học sinh nam là 162 m, chiều cao trung bình của học sinh nữ là 46 m. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ.
Như vậy cái mình dùng cái chiều cao trung bình đúng không? Tức là ở đây 32 học sinh kiểm tra định kỳ sức khỏe. Như vậy nó hỏi là có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ. Nếu mình đặt XY đúng không? Thì nó thừa. Tại vì XY là mình sẽ hạn chế cái ẩn tối đa luôn. Cái bài này hay nha. Chiều cao trung bình của họ cả lớp. Tức là cái phương trình đó là chiều cao trung bình của cả lớp. Được chưa? Rồi, được. Mình gọi XY luôn cũng được luôn. Bình thường, không sao. Bài này dễ cũng không có nha. Nó lạ đó. Rồi XY nè. Cm. Lần lượt là chiều cao trung, chiều cao của hỏi lớp thứ nào có bao nhiêu sinh nam sinh thì nữ, xin lỗi, cái này là có ít đi học sinh lần lượt là số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp 9A. Đấy, ít đi là thuộc n sau. Đấy. Rồi, tức là theo đề bài ta có hệ phương trình. Hệ phương trình như thế nào? Đầu tiên là theo cái gì cũng theo cái tổng á. Tổng số học sinh là 32. X cộng Y bằng 32. Chiều cao trung bình tức là mình lấy nè. Ví dụ bây giờ X. Đúng không? Một chiều cao trung bình của một học sinh nam là 162 m. Vậy X học sinh nam là nhiêu? Là cao bao nhiêu? Là X nhân 162 chia 1 là 162 x. Còn nữ á, là 146. Một học sinh nữ cao trung bình 146, vậy y học sinh nữ thì tổng chiều cao nó là nhiêu? 146 y. Mình chia cho tổng số học sinh thì nó sẽ ra là chiều cao, tức là lấy chiều cao tổng của nam và nữ trung bình chia cho 32 đó. Cái này không phải là trung bình đâu, cái này là tổng chiều cao của nó luôn, cộng lại. Tại vì nó kia tính trung bình thì mình nhân lại thì cái này là tổng chiều cao của nó này. Hết cả lớp chia cho 32 chính là cái trung bình đó, 155. Hiểu ha? Cái này nó hơi mới lạ đúng không? Các bạn nhiều khi bạn không tiếp xúc, bạn không biết làm đâu nha. Bài này là kiến thức của cấp 1 thôi. Cái này là của cấp 1 á, chứ không phải là của lớp lớn đâu. Nhiều khi bạn quên á. Rồi bạn nhân lên lấy 32 nhân 155. Rồi 4960. Rồi mình sẽ giải cái phương trình sau. Ta giải hệ phương trình sau được nghiệm là đó. Mình sẽ bấm cái này, nó cho phép mình bấm máy nha. Để... rồi mình bấm máy cái này ra nè. Mod 912 1132 162 146 4960 ra 18 14 hỏi ha. Rồi vậy kết luận thôi. Vậy lớp 9A đúng không? Có 18 học sinh nam và 14 học sinh nữ. Rồi đó là chúng ta hoàn thành được cái câu này. Đó, qua mấy đề chi mấy bạn thấy là nó có nhiều cái hay mà để mình cần phải học hỏi nha, để mình có tích lũy kinh nghiệm để khi đi thi tuyển sinh nó cho mình biết làm. Chứ còn mình học mà không chịu cố gắng làm mấy đề này, lo lựa mấy đề dễ làm không thì đi thi gặp mấy cái đề nó bảy bảy tí xíu cái là do mình bí liền, nó đó hối hận nè. Sao xưa không chịu học hành cho nghiêm túc để gì đó. Rồi đề này hôm trước cũng khá là hay nè, nhớ không? Đó, đề này hình như là của Hà Nội đó, trường nào đó không nhớ. Rồi bây giờ đây là đề của Trần Đại Nghĩa năm rồi đó. Điểm S, từ điểm S nằm ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến. Đây có cái bài này có cái hình hai tiếp tuyến, lấy luôn cho nó nhanh. Đề này là trên mạng không có, là không có đáp án nha. Bạn không có tìm ra, tôi đảm bảo không có đứa nào tìm ra được cái đáp án của đề này trên mạng tồn tại đâu. Chưa chưa ai giải đó. Trừ khi là học ở trường chuyên nó mới biết thôi. Chứ còn trên
Internet là chưa có. S nằm ngoài đường tròn O, thấy chưa? Vẽ hai tiếp tuyến SAB với đường tròn O. AB là hai tiếp điểm. Rồi lấy điểm M nằm giữa AB. Sao cho MB nhỏ MA. Đây. MB mà nhỏ MA. Cái này là MB nhỏ MA. Giữa AB tức là nằm trên cái đoạn thẳng AB đó. Lấy đại đi, lấy đại đây, đây đâu cũng được, lấy đại đây đi, M MB nhỏ MA là được nha. Rồi. Tiếp theo là như thế nào? Đường thẳng vuông góc với OM tại M cắt SAB. Rồi OM đây. Vuông góc với nó nha. Đó, cắt SAB thì cái B này mình phải kéo dài lên tí nữa. Đừng cho nó lố qua, tiếp tiến thì lố qua thôi nhưng mà tới đây mình ngưng được rồi. Tại vì lố qua đây hồi khó nhìn lắm. Rồi. Mấy cái đề hay như thế này mà mấy bạn không học đầy đủ là dở lắm. Đâu phải dễ kiếm mấy cái đề này đâu trời. Có thầy mới dám giải ra đó chứ không ai cũng dám đụng mấy đề này giải đâu nha. Thử đưa mấy cái đề chuyên mấy thầy cô mấy bạn chạy mắt dép luôn. Rồi ở đây vuông góc với SA là F. Vuông góc với SB là E. Cắt SB chứ không phải là vuông góc nha. Rồi cắt SB, SB lần lượt tại EFE chứng minh OMFA nội tiếp OMFA và OMPE OMPE nói này lại. Nói chung là câu A này nó cho liệu đề này có dùng hay không, mình vô mình giải mình sẽ biết nha. Rồi, thường câu A là nó có hai ý là cũng cái kiểu này thì thường chắc không có liên quan, còn mấy cái kiểu kia là có liên quan đúng không, ví dụ này này là liên quan, ví dụ gì cũng chưa biết phải vô mình mới mình làm mình mới biết được ha. Đó thì cái câu này thì đầu tiên đúng không, nó cho hai tiếp tiến cắt nhau thì mình sẽ khai thác chắc hai tiếp tiến cắt nhau nhưng mà nó không có cho mình hai này cắt cho nên có khả năng là mình không có dùng ha, cho nên khỏi khai thác cái đó. Và nó cho mình vuông góc chỗ này tức là từ ô là mình thấy dựng vuông với một là một tiếp tuyến nè, vuông đây nè, vuông nè, vậy từ ô mà dựng vuông hai cái là tạo ra tứ giác nội tiếp liền đúng chưa. O M F A nội tiếp là dùng hai góc vuông, O M B E nội tiếp là dùng cái này nó vuông với thằng này, vuông với thằng này hai cạnh nhưng mà nó này nó vuông với đường chéo và nó vuông này á là nó vuông với một cạnh thì mình sẽ dùng hai góc này bằng nhau còn 90 á cùng nhìn về cạnh OB đúng không, cho nên tứ giác này nội tiếp đó, rất là dễ. Nói chung là một cái là mình dùng tổng hai góc bằng 98, cái là mình dùng hai góc bằng nhau cùng nhìn về một cạnh, được chưa. Rồi vậy câu này thì đơn giản thì làm luôn. Rồi hiểu không em. Rồi ta có nè, SA là tiếp tuyến của đường tròn O tại A, giả thiết. Rồi mình suy ra SA sẽ vuông góc với OA. Đúng không? Đó chính là tính chất. Rồi mình rút ngắn lại là FA sẽ vuông góc với OA. Vì F nó thuộc SA. Rồi mấy bạn sẽ suy ra được cái góc là OAF bằng 90. Rồi OAF bằng 90. Tiếp theo là ta có nè. Em đó là cái gì? Em à, ở đây nó cho là nha, lấy điểm M nằm giữa đúng không? Đường vuông góc với OM. Cắt SA, SB lần lượt là E là F thì ta cho là OM. Vuông góc với EF. Đúng không?
đó là giả thiết, thì mình sẽ rút ngắn lại OM nó vuông góc với MF thôi, vì em thuộc EF đúng không? Rồi để mấy bạn suy ra OMF là 90. Dễ không? Chủ yếu là câu cuối thôi nha. Rồi mình sẽ xét cái tứ giác giống như đề bài là OMFA. Rồi các bạn lấy hai góc này cộng lại nè, OAF nè cộng với OMF. Rồi bằng 90 cộng cho 90. Đấy. Là bằng 180. À, rồi, suy ra tứ giác OMFA nội tiếp. Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp. Rồi, cái đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai, đó ta có SB là tiếp tuyến của đường tròn O. Đấy. SB nha, là tiếp tuyến của đường tròn O tại B. Thì SB sẽ vuông góc với OB. Tính chất thì mấy bạn sẽ kéo ra, à, BE sẽ vuông góc với OB, vì B nó thuộc SE đúng không? Rồi mình sẽ suy ra, à, mình sẽ suy ra cái góc là OBE là 90. Rồi cái thứ hai hồi nãy mình có đó là OM vuông góc với EF là giả thiết. À, mình suy ra OM nó sẽ vuông góc với MF, ME ha, vì em thuộc vô EF. À, để mình suy ra cái góc OME là 90. Rồi mình mới xét cái tứ giác mà mình cần chứng minh nó nội tiếp đó. OMBE, mấy cái này quan trọng lắm, như bạn mấy cái hình này bạn phải nằm lòng luôn á, làm qua rồi phải nhớ luôn. Rồi cùng bằng 90, không cần bằng 90 đâu, bằng 60 cũng được, 50 được, bằng miễn bằng nhau là được rồi. Cái độ này mình để phía trong mặt nó hay hơn nha. Rồi vậy mình suy ra tứ giác OMBE nội tiếp, dấu hiệu nhận biết hay là tứ giác có hai góc bằng nhau, hai đỉnh liên tiếp, hai góc bằng nhau cùng nhìn vào một cạnh ha. Rồi là xong câu A, rất là dễ đúng chưa? Là chúng ta đi vào câu B, liệu rằng tứ giác nội tiếp này có dùng hay không, coi chừng dùng. Tứ giác nội tiếp này rất là quan trọng để mình khai thác gốc gốc của tứ giác nội tiếp, nếu có liên quan là dùng liền đúng không? Rồi liệu có liên quan là chúng ta sẽ dùng cái tứ giác nội tiếp này chưa? Rồi tiếp theo là như thế nào? Tứ giác nội tiếp nha. Rồi nó kêu để chiêu chứng minh tam giác OEF con. Đó liên quan liền. Tại sao liên quan, nhìn đi biết. Thầy không khai thác ra mình cũng biết nha. Tại vì cái cạnh OEF này là cái cạnh OE này, nó nằm trong cái tứ giác này nè. OME, OMBE. Còn cái OF này nằm trong tứ giác là OMFA. Đó liên quan liền. Đó. Rồi. Sau đó chứng minh M là trung điểm F. Thì quá dễ. Nha. Nói chung là AB trần định nghĩa cũng dễ ăn. Không khó. Hiểu không? Trường này là thi tiếng Anh là năm nào cũng là thủ khoa của cả nước đó. Là học sinh giỏi quốc gia là nó thủ khoa đó, nhưng nó giỏi chủ yếu là tiếng Anh thôi, chứ trường định nghĩa này toán thì nó nói chung là thành phố thì nó chùm rồi. Đấy, nhưng mà so với Hà Nội thì nó cũng không bằng, toán không bằng mấy trường ở Amsterdam nổi đâu. Rồi tiếng Anh thì nó cả nước là nó chùm, năm nào nó cũng là thủ khoa của cả nước. Rồi thì câu này thì đã khá là đơn giản. Mà mình hiểu muốn chứng minh tam giác cân thì có nhiều cách đúng không? Mà mình sẽ dùng cái hai cạnh bằng nhau, hai góc bằng nhau là chủ yếu. OF thấy không? Thì dùng hai góc đi. Hai cạnh không được bởi vì tứ giác nó liên quan đến góc. Thì cái tứ giác trên này nè, đó thì cái góc F mình cần chứng minh bằng cái tứ giác dưới là bằng góc E. Đúng không? Mà cái góc F này mình nhìn vô nó chắn cái cung OM. Thì cái góc F này nó sẽ bằng cái góc A. Đúng không? Còn cái góc E này nó chắn cung OM, góc E này tứ giác dưới là bằng góc B. Mà B với A là bằng nhau bởi vì tam giác cân OA nó bằng OB. Đó, vậy hai góc này bằng nhau, mà hai góc này bằng nhau là do cùng bắc cầu qua A với B. Rồi tứ giác này nội tiếp. Đây, xin lỗi, tam giác cân. Thì O. À,
Rồi sau đó kia chứng minh M là trung điểm F khá là dễ bạn. Thường nó liên quan nha. Tức là cái trước cân thì cái sau sử dụng. M là trung điểm đúng không? Bây giờ tôi có OM nó vuông góc EF thì nó là đường cao. Mà tam giác cân thì đường cao là đường trung tuyến. Mà đường trung tuyến thì M là trung điểm, khá là dễ nha. Nói chung là câu này không khó. Được chưa? Nhưng mà cũng phải ai là cũng biết đâu nha. Nói chung là như vậy. Rồi các bạn hiểu ha. Đấy. Chung là nhiều thứ đúng không? Mình học càng nhiều thì mình càng thấy càng càng hay. Và mấy bạn càng tiếp thu nhiều kiến thức càng hay. Dễ dàng đúng không? Không có đó. Rồi những góc đó là bằng nhau rồi, tam giác này nó cân OA của B thì mình khỏi nha, khỏi để cái cạnh bằng nhau đi cho nó dễ. Còn cái trung điểm này nên để nè, à, đường trung tuyến là đường cao tại vì nó quan trọng. Còn mấy cái kia là bán kính thì hiển nhiên không cần, phải không cần cái hiểu luôn. Rồi hãy cố gắng luyện nha cho tốt. Học mà ngồi xem không mà cũng lười biếng nữa, không hiểu tại sao luôn bạn. Người dạy còn không mệt mà người học lại mệt. Người dạy người ta hồi sáng giờ thầy dạy trên 10 tiếng, thầy nói chuyện trên 10 tiếng. Không tin là mình là biết rồi nha, như phát anh của Thiết Mai là học thầy biết. Sáng giờ thầy dạy là trên 10 tiếng đồng hồ. Khủng khiếp lắm, mà một ngày nói trên 10 tiếng đâu có đơn giản đâu. Mà không mệt, mấy bạn học mấy tiếng bạn mệt. Kỳ thiệt, nhiều bạn làm biếng quá. Rồi, ở đây, đây có nè, tứ giác. À, đây, tứ giác này nói tiếp đây. Đó. Câu A. Mình chia ra hai cái góc bằng nhau. Góc gì đây? Là O, F, M. O, F, M. Bằng O, A, M. Phải ghi vậy mới được nha, không có được lố qua nha. Rồi sau đó mình mới kéo nó ra cho nó đó, O, F, M. Thì mình kéo nó ra. Đó là gì? O, F, E. Còn O, A, M mình kéo ra là O, A, B. Phải kéo nó ra mới được nha. Đó, vì M nó thuộc vô EF. Rồi, M nó thuộc vô AB. Đúng không? Rồi, bạn đặt đó là số 1, nãy giờ chưa có số 1, đúng không? Rồi, chưa có số 1, hiểu không? Rồi, tiếp theo, mình cũng làm tương tự cái tứ giác kia. Đó là OMBE nội tiếp. Đó là câu A. À, mình cũng làm y hệt như thế, đúng không? Đó là O, E, M. Đó, O, B, M. Đó, tính chất của tứ giác nội tiếp. Rồi mình mới kéo nó ra. O, E, M là O, E, F. Rồi, O, B, M là O, B, A. Đó, vì M, E, F cũng y chang. Hai. Rồi, mình mới chứng minh tam giác cân. Đó, nói chung là do mình học thầy giảng thấy dễ vậy chứ đi đưa mấy em làm chứ chắc em làm được. Tại vì mấy em có nghĩ là mấy em có đủ đủ cái liên kết giống như thầy không? Quan trọng nữa, đúng không? Đó, những bạn khá khá không nói, nhưng bạn yếu yếu nhìn cái này cũng là không nổi đâu. Đó. Gì cũng muốn xuống xuống thì làm sao giỏi được. Rồi hai cạnh bằng nhau là dấu hiệu nhận biết OBA bằng OAB, đó là tính chất tam giác cân. Đó, học có cái gì thì phải ráng nắm cái đó giùm thầy.
Rồi, từ 1, 2 và 3. O, F, E. Đó. Bằng O, E, F. Và bằng O, A, B, bằng O, B, A. Đó. Rồi, chứng minh trên. Rồi, mình có được hai góc đó bằng nhau thì mình mới suy ra tam giác cân. Thì mình muốn chứng minh tam giác cân thì mình phải xét tam giác giống như nó đó, OEF có. Rồi, hai góc này bằng nhau, chứng minh trên. Suy ra tam giác này cân tại đâu? Cân tại O. Đúng không? Dấu hiệu nhận biết tam giác cân. Quá đơn giản, cái này lớp 8 luôn. Thì dạng như tử hết. Phải không ạ? À? Nhiều lắm, khá là nhiều luôn á. Ta có là OM vuông góc với EF là giả thiết. Đó, mình sẽ suy ra OM là đường cao của tam giác OM. Tính chất tam giác cân mình cũng quá rành rồi đúng không? Đó là đường cao ha. Mà tam giác OF cân tại O và có OM là đường cao. Thì OM cũng là đường trung tuyến. Đó là tính chất của tam giác cân. Thì em là trung điểm của EF. Rồi xong. Đó là câu B. Dễ không? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu cuối cùng. Bao nhiêu cái chất xám người ta làm ra được một cái đề hay cho mấy học sinh chuyên nó làm, đâu phải dễ ăn đâu. Mình được học là mình là kêu bằng là gọi là may mắn đấy. Nhiều cái biến khổ thiệt, nhiều khi đôi khi có những cái người ta tự dâng đấy cho mình mà mình không biết quý trọng, để đánh mất rồi kiếm lại không ra nha. Đó. Rồi theo nha. À, hay vậy liệu rằng cái tam giác cân này có dùng hay không, cũng có thể đó nha. Tức là họ có thể là mình dùng OF bằng OE hoặc là dùng liên quan đến cái trung tuyến này có thể dùng hay không, cũng có thể đó. Đó, nói chung là thường là nó có liên quan đó mấy bạn. Những cái trường chuyên là tôi để ý là có liên quan. Tại vì những người nó là những người cao thủ không à nha. Không phải là những người tầm thường đâu, ra đề là người ta có dụng ý hết. Rồi, hai đường trung trực của OE. Đây, OE đây. Và SF. Đường trung trực là như thế nào? Là nó vuông góc tại trung điểm, cắt nhau tại Y. Thì cái câu cuối này á, thì sẽ cho nó một cái màu đặc biệt để bạn dễ hiểu ha. Rồi, cho màu xanh đi. Đấy, hai đường trung trực của thằng DE. Hai đường trung trực cái cạnh này, đi cho cạnh này là màu xanh luôn á, để mình dễ nhìn thôi chứ không gì chứ. Rồi tiếp theo là trung trực của SF. Đây, có thể cho cái cạnh này màu hồng đi, bởi sao thì cho nhiều màu đúng không? Nó để cho mấy em dễ nhìn thôi, đây là cái tầm nhìn của mấy em nó không có được giống như thầy dạy á, cho nên phải có một cái gì đó đặc biệt tí xíu. Thì nhìn viết thì quen quá rồi, nhìn vô cái đề thì biết nó cái gì luôn rồi, tại vì nó là xuất hiện trong mấy cái đề thi tuyển sinh chuyên sau này mình làm, năm nào cũng làm, viết nó quen, gặp viết giống như là đi chợ hàng ngày, ra là gặp bà đó biết bà bán cá, bà đó biết bán rau rồi, không cần nhìn mặt, không cần nhìn bà bán cũng biết. Thấy không? Mà khom khom là biết mua bán gì rồi. Ví dụ vậy. Mình hiểu ha. Rồi. Hai đường trung trực này cắt nhau tại Y. Rồi. Chứng minh góc SEO. SEO. Bằng góc OFA. OFA. Rồi. IOM thẳng hàng. Ba điểm thẳng hàng nha. Để cho cái này là một cái màu khác đi. Để mấy bạn phân biệt ra. Sáng hồi không biết thẳng hàng.
Đó, cái đề như vậy mới gọi là khá hay nè. Đề này khá hay nè. Tôi nói thiệt, nhiều khi mấy bạn học từ đây đến cuối năm luôn, không bao giờ mấy bạn gặp cái câu này luôn. Nha. Đề này năm rồi tôi cũng giải cho mấy đứa kia rồi, thi rồi tôi cũng giải luôn. Thấy hay quá tôi giải rồi. Nó cũng khá là hay, khá là đặc biệt. Và một cái thứ gì đó mà nó đưa vô những cái thứ mà mình nghĩ là đúng, nhưng mà mình không biết cách để làm. Đó mới là hay. Hiểu không? Rồi mình nhìn nè, nó đều có cái gì, cái gọi là cái nhận dạng ra một cái dạng toán nào đó, nó có một cái gì là cái đặc điểm để mình nhận dạng ra được cái cách để giải nó. Bạn nhìn cho kỹ nha, góc SEO đúng không? Thầy nói rồi, một trong những cái vũ khí hay nhất để chứng minh góc bằng góc là đồng dạng như dưới tứ giác nội tiếp. Và góc SEO này nè, nó là trong tứ giác nội tiếp đó. Biết tứ giác gì rồi đúng không? Đó. Bạn phải nhìn ra được, thầy nghe từ lớp 8 là thầy đã nói rồi. SEO nằm trong tứ giác nào? O, M, B, E. Bây giờ góc SEO nó sẽ bằng góc trong, một trong những cái hay nhất là góc trong bằng góc đối ngoại. Vì nó sẽ bằng góc này nè. Đó, hiểu không? Góc trong nè, bằng góc đối ngoại, tứ giác nội tiếp. Hoặc là góc này cũng được luôn, đối ngoài đây cũng được luôn, hiểu không? Dễ lắm, nhưng mà nhiều học sinh thì không biết bạn. Tức là nó không có cái sự liên kết giữa cái câu A với cái câu C. Nó làm qua rồi nó quên sạch sẽ rồi. Và ít người chỉ các bạn điều này lắm đúng không? Đấy. À, cái thứ hai là cái góc OFA nè, nó bị tôi bắt bài hết rồi, thấy chưa? Nó OFA nè, thấy chưa? Thì nó lại bằng cái góc OMA, tại vì hai góc này cùng chắn cái cung OA đó, rồi là lụm cung A, dễ dàng không? Đây. Này này, góc xanh này bằng góc đỏ này, góc đỏ này là bằng góc đỏ này đó, dùng tứ giác nội tiếp, trên là dùng tính chất hai góc cùng chắn cung, dưới là góc trong góc đối ngoại, một trong những vũ khí mạnh nhất của góc đó là đồng dạng hoặc là tứ giác nội tiếp đó, và tôi đã chỉ cho mấy bạn rồi đúng chưa? Mấy bạn không hiểu là thua đó, hiểu ha? Rồi bây giờ cái hay nữa nè bạn, hay lắm nè, nó dễ, nó không khó đâu, còn hiểu không? Đấy, cái này nó đơn giản là không có khó. À, mấy bạn hình dung được không? Đơn giản là không có khó, tại vì mình không biết là mình thấy khó lên, chứ thật ra nó rất là đơn giản. Mình hiểu là những người người ta giỏi, tài giỏi, người ta kiếm tiền dễ dàng lắm, người ta thấy cái đồng tiền kiếm ra nó nhẹ nhàng, nó không có khó, bởi vì người ta có tài, các bạn hiểu ha? Đó, người ta kiếm đồng tiền rất là nhẹ nhàng, người ta thấy không có khó, đúng không? Ta thấy được cái hướng để tìm ra đồng tiền, ta dùng cái năng lực người ta đã kiếm ra đồng tiền sạch đó nha. Nói chung là thầy nói là đồng tiền sạch, chứ không phải là đi buôn lậu ma túy bán xì ke gì đó rồi gọi là kiếm tiền nhiều, không phải nha. Thầy nói là chân chính, những người làm chân chính nha, thì người ta thấy dễ lắm. Bởi vì còn cái người mà không có trình độ cao đúng không, đó, học thì không được cao, không có sự hiểu rộng thì kiếm đồng tiền rất là khó, người ta không có nhìn ra được cái hướng để kiếm. Bạn hiểu ha? Nói chung là như vậy đó. Thì bây giờ những cái người mà giỏi đó, người ta nhìn vô bài này người ta thấy dễ, người ta thấy ồ sao nó dễ dàng, không có khó, mấy đứa chuyên nó nhìn cái là ra liền, hoặc là thi quốc gia nó nhìn cái là nó làm được, lấy huy chương vàng hay là thi quốc tế nó thấy không khó. Mấy bạn hiểu không? Thấy thật ra là không có khó gì đó. Thì mấy bạn hiểu không, một cái tỉnh Hà Tĩnh tại sao mà có hai đứa không có đạt giải rồi đúng không? Ở xin lỗi, tỉnh gì vô tỉnh, tỉnh Thanh Hóa chứ, là thi học sinh giỏi mà bạn biết đưa đi thi mấy chục đứa đó, 30-40 đứa gì tôi không nhớ rõ, có hai đứa không có giải đâu. Thì mấy bạn biết là đâu phải mấy đứa này là thiên tài đâu ạ, là do cái đội ngũ mà trong cái tỉnh đó, nó đào tạo đi rất là tốt, nên nó chỉ ra những cái mánh khóe đó, chỉ ra những cái tuyệt chiêu hết rồi. Đi thi là phải có giải, quan trọng là đứa nào giỏi thì giải cao, đứa nào không giỏi thì cũng phải tìm được cái điểm để lấy được giải, hiểu không? Chứ đâu phải là mình nghĩ nó khó. Còn thí dụ cái đứa học sinh dở đi ở cái tỉnh khác, ở chợ nhìn vô cái đề giống như là hai thái cực không có liên quan gì nhau á, thì bây giờ mình thấy cái đề trường chuyên này nó dễ, là lý do là sao mình đã gặp được một người chỉ cho mấy bạn đúng hướng dễ dàng, bạn phát hiện là nó không có khó nha, rất là đơn giản ra cái một đó. Rồi tiếp theo là nó kêu mình chứng minh ba điểm này chẳng hạn, nhưng mà liệu rằng cái này có dùng cái này không? Có đó, không phải gì nó cho không biết không, hiểu ha? Thì bác là cái gạch này SOE, nhìn cho kỹ hai góc này đặc điểm là như thế nào biết không? Rất là quen.
là góc trong và góc đối của ai của cái tứ giác S E O F, thấy chưa? Nhìn đi, tứ giác là S E O là góc S E O nè bằng góc O F A là góc trong đối ngoại, đã thấy chưa, liên kết nhau chưa, tức là tứ giác này nội tiếp đó, hiểu không? Vậy tứ giác này nội tiếp rất là quen thuộc. Tứ giác này nội tiếp là bốn điểm này nằm trên đường tròn, hiểu chưa? Đó. Và bây giờ nó kêu mình chứng minh ba điểm OMI này thẳng hàng. Mình nhớ là OMI, đặc điểm của OMI là gì? OM nó là đường chung trực của EF, nó vuông góc với EF. Đúng không? Là cái câu B này có nè. Đó. Tự nhiên là theo tam giác cân của góc. Như vậy liệu là OI hoặc là MI có vuông không, là xong. OI vuông á. Chứ MI là không có chơi MI, chơi OI vuông. Thì theo tiến đề clip nó thẳng hàng. Đó. Nhưng mà làm sao chứng minh vuông? Thì nó dùng cái tứ giác này nội tiếp nè các bạn. Hiểu ha? Tứ giác này nội tiếp thì mình biết nè, một cái tứ giác nội tiếp thì tâm của đường tròn là giao điểm của hai đường trung trực, mình hiểu không? Tại vì mình hiểu nha, tâm của đường tròn trong một cái tam giác á, ví dụ cái đường tròn ngoại tiếp tam giác thì tâm đường tròn là giao điểm của hai đường trung trực. Đó. Cái bài này nó hay lắm, nó cho tứ giác ha. Mình không biết cái cách để bắt cầu qua là thua, chưa bao giờ mình học cái này là thua, mình không có tiếp xúc là không có làm được nè. Bạn hiểu không? Trong một tam giác nè, tam giác á, có hai tam giác nè, có hai đường trung trực cắt nhau từ y, thì y là tâm đường tròn ngoại tiếp. Nhưng mà cái bài này nó hay chỗ là nó cho thêm một điểm nữa, là tứ giác nội tiếp chứ nó không dùng tam giác. Thì chẳng qua tứ giác là hai tam giác ghép lại thôi. Nó chưa khôn lắm, nó để hai tam giác ghép lại để cho mình bí. Bây giờ mà mình không trải nghiệm qua đố mình làm được ha. Vậy cái phần trước này nó dùng cho cái phần phía sau, các bạn hiểu không? Đó, tức là cái tứ giác nè O S S F S E O F nội tiếp, đồng ý chưa? Thì cái tam giác O E F phải là tam giác nội tiếp không, trong đường tròn, đúng không? Tam giác nội tiếp trong đường tròn đấy, thì mình hiểu tam giác nội tiếp trong đường tròn ha. Thì cái đường trung trực, cái đường trung trực nè bạn hiểu ha, cái đường trung trực của O E, nhìn nha, cái đường trung trực của O E nha, đường trung trực của OE và đường trung trực của EF, đường trung trực của OE nha, đó, và đường trung trực của EF là nó sẽ cắt nhau tại một điểm, và điểm đó gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp, rõ ha? Đấy, điểm đó gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp. Và tiếp theo mình sẽ dùng cái tam giác là S F E đó, hiểu không? Thì cái tam giác em thì tam giác này cũng nội tiếp trong đường tròn, thì cái đường trung trực của S E F và đường trung trực của EF, đúng không, cũng cắt nhau tại một điểm, hiểu không? Đó, đồng ý không? Hai tam giác này cùng cắt, hai đường trung trực này cắt nhau tại một điểm, thì theo như bắt cầu nè, nhìn nè ha, tức là thầy hiểu không, tức là thí dụ nè, OF cái đường trung trực của EF và cái đường trung trực của OE nó cắt nhau tại một điểm, thí dụ thầy gọi đó là điểm Y đi, điểm Y phẩy đi, Y một đi, được không? Thì có phải là y một ô, đúng không? Hai đường trung trực nha, hai đường trung trực cắt nhau đồng điểm á, thì ta sẽ có được là y một ô, đồng ý ha, nó bằng là y một e, đồng ý không? Đó, hai đường trung trực cắt nhau là một điểm mà, đó, đồng ý ha. Rồi y một f nó cũng bằng là y một e, đó, đồng ý điều này ha. Đó, đường trung trực. Rồi, tiếp theo là SF với EF. Được chưa? Là cũng hai đường trung trực nó cắt nhau, tức là Y1S nó bằng Y1F. Cũng bằng Y1F thì nó cũng bằng Y1E. Y2 mình đặt Y2 cũng được luôn, hai đường trực, hiểu không? Rồi. Được chưa? Đấy. Rồi, thì ở đây mình hiểu là sao nó thẳng hàng. Đó, cái bài này để tôi nói cho bạn nghe nè. Nè, hai cái đường trung trực của tam giác này cắt nhau tại y, thì y là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác này, mà do cái tứ giác này nội tiếp cho nên y cũng là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác này luôn, hiểu không? Đó là y một và y hai cũng vậy luôn nha, cho nên hai cái đường tròn này, tại vì biết không, một tứ giác chỉ có duy nhất một đường tròn ngoại tiếp thôi, hiểu không? Cho nên y một và y hai là đường tròn ngoại tiếp, thì y một phải trùng với y hai đó, hình dung được không? Tại vì hai cái tâm đường, mình hiểu là một tứ giác chỉ có duy nhất một tâm đường tròn ngoại tiếp thôi nha, không có hai được tròn nha. Rồi
Cho nên ở đây Y1 sẽ trùng với Y2 đó, hay nói cách khác là Y trùng với Y, nói vậy cho nó dễ, hiểu không? Đấy. Thì ta có cái đường trung trực của OM cũng là đường trung trực của EF, và Y1 với Y2 trùng nhau, mình đặt là Y, hiểu không? Là YM cũng là đường trung trực của OF, cho nên ba điểm này sẽ thẳng hàng. Đó. Hiểu ha? Nó không khó nha. Đó. Nhưng mà nó lạ chỗ là mình không biết đó. Được chưa? Rồi. Thì giải nha, vô giải sẽ thấy cụ thể hơn nè. Giờ nói thì nhiều khi mấy bạn còn hơi khó theo được cái nhịp của thầy. Nhưng mà khi mấy bạn vô trong cái bài làm mình thấy nó sẽ rõ ràng hơn. Rồi mình xem nha. Hay đó, đúng không? Các bạn thấy đâu phải là câu này đơn giản đâu. Câu này nhìn chung thì nó không khó. Nhưng mà không phải ai cũng biết. Vì sao nó không biết? Bởi vì nó lạ, nó mới các bạn. Tức là cái hình thức nó ra là chưa bao giờ xuất hiện ở các cái đề thi trước đây mà tôi gặp luôn, chứ đừng nói là mấy bạn. Thầy còn chưa gặp luôn á, thầy nói thật với bạn, chưa gặp cái câu này xuất hiện ở đề thi nào. Nhưng mà tại sao làm được? Bởi vì chúng ta có cái nền tảng về toán học rồi, thì chúng ta phải xây dựng nên cái thứ khác. Giống như một cái ngôi nhà mới xây, chưa chắc là từ đó thì chưa có ngôi nhà nào nó giống vậy, đúng không? Nó giống vậy thôi. Như một người ta tạo ra cái sản phẩm mới đấy, nhưng mà cũng dựa trên cái cơ sở còn mà xây cái ngôi nhà đó thôi, hiểu không? Chỗ chỗ hay hay không là chỗ mình phải phải biết cái sự sáng tạo của mình để mình tạo ra đó. Rồi hai ta có bằng nhau rồi đó, mình dùng cái giác hỏi tiếp, hiểu không? Thì hai đường trung trực đó cắt nhau, cái này cũng dễ luôn nha. Rồi thầy khỏi vẽ thêm vô, vậy là được rồi, đúng không? Thì y chính là tâm đường tròn ngoại tiếp này nè, đó đi qua 4 điểm này nè. À, hình dung được ha. Rồi. Không cần vẽ đường tròn ra cũng được luôn. À, thầy vẽ ra cho mấy em dễ nhìn, à, vẽ cho mấy em thấy nó rõ hơn một tí thôi, không cần vẽ cũng được nha. Bạn thích thì bạn vẽ ra, tùy bạn thôi, vẽ cho hết đường tròn nha. Tại đây thì copy nó nhiều quá, copy rộng nó khó nhìn, các bạn phải vẽ là phải vẽ hết chứ không có vẽ phân nửa, vậy là sai đó. Tại vì thầy làm cho nó gọn thôi nha. Đấy rồi. Như thế nào đây, ta có nè nha, tứ giác nè, dùng cái góc này trước nha, tứ giác gì đó OM nãy trên đây nè, tứ giác câu A, hai cái câu A đâu bạn, cái câu A dưới trước đi đây đó, tứ giác này nối tiếp đúng không, ở câu A OMBE. Rồi mình sẽ dùng hai góc đó bằng nhau rồi mình mới kéo ra sau nha, là góc B EO trước, BEO nó mới bằng cái góc là O M A, O M A đó là tính chất của tứ giác nội tiếp. Rồi O B E, O E O B E O tức là S E O á, hoặc O M A để lại nè, vì B nó thuộc S E, bạn phải giải thích như vậy. Bạn đặt đây là số mấy đây, số 1, 2, 3 rồi đúng không, số 4 đấy. Rồi mấy bạn cũng có cái tứ giác này nội tiếp. Đó, thì cái góc là OFA. Đó, nó cũng bằng OMA. Đúng không? Tính chất đó. Cùng chấn cung OA đó. Ha, tính chất của tứ giác nội tiếp. Đặt số 5. Rồi từ 4 và 5 mấy bạn bắt cầu qua. Là SEO bằng OFA đó cùng bằng OMA là xong hoặc nhất, rất là dễ đúng không? Nhưng mà mấy bạn hiểu không? Tại vì mấy bạn đã được thầy truyền tải về một cái kiến thức nó rất là quan trọng, đó là liên kết, các bạn mới nắm được. Không mấy bạn nhìn con này cũng khó ăn nó lắm, không phải dễ ăn nó đâu. Rồi mấy bạn mới xét cái tứ giác đó nó liên quan tới nữa, thấy chưa? Đó, SE, SF đi, OE. Đó, kỹ năng tôi làm bao nhiêu năm rồi tôi mới biết được những cái mà tôi nói ra nó giống như là gọi là tiên tri gì đó, chứ không phải là dễ đâu. Rồi tứ giác
SFOE nội tiếp. Đúng không? Dấu hiệu nhận biết đó, góc trong góc đối ngoài đó. A bằng D1 á, nhớ mình biết cái này ha. Thì tứ giác nội tiếp. Đúng không? À, thì mình hiểu nè, cái tứ giác này nội tiếp. Thì mình gọi Y. À, cái này nó cho là Y rồi đúng không? Mình đừng gọi Y nha. Nếu mình gọi Y á là nó không có hợp lý lắm nha. Mình gọi cái chữ khác đi. Rồi. Tứ giác nội tiếp, bởi vì chúng ta chỉ có định nghĩa thôi, giao điểm của hai đường tròn à, thì nó mới trùng nhau, bạn hiểu không? Này là suy ra nha, à, hai cái tam giác nè, tứ giác này nội tiếp. À, bây giờ mình gọi đi ha, gọi gọi à, bây giờ cần chứng minh nó bằng y đúng không? Rồi mình gọi cái đường tròn tâm G đi nha, Y với G cũng như nhau thôi, tức mà G thì mình chụp với Y đó, gọi G là tâm đường tròn, là tâm gọi đường tròn tâm G ha. Rồi thôi mình ghi gì nữa mới hay nè, mình giả sử đường tứ giác nội tiếp. Phan gọi đi, được phải dùng từ giả sử. Để tôi coi coi có thể làm cái cách nào tốt hơn cách này nữa hay không. Rồi, thôi cách này hay hơn nữa nè. Rồi, bây giờ gì nha. Bài này khá là hay. Mấy bạn hình gì nè. Tại vì thì sử dụng hai tam giác này nè, đó hiểu không, hai tam giác này nè là hai tam giác nội tiếp, thì ba đường trung trực nó sẽ cắt nhau tại một điểm, thì điểm đó chính là tâm đường tròn ngoại tiếp, mấy bạn hiểu không? Đấy, tức là cái tam giác OEF nè nó sẽ nội tiếp trong cái đường tròn nào đó, mình đặt cái đường tròn đó thôi, đường tròn đó mình đặt thôi ha, thì ba đường trung trực nó sẽ đồng quy tại một điểm. Rồi sau đó mình dùng cái tam giác O, F, V thì ba đường trung trực sẽ đồng quy tại một điểm. Rồi sau đó mình dùng cái tam giác là S, F, E, ba đường trung trực sẽ đồng quy tại một điểm. Tức là hồi mình dùng bắc cầu qua đó. Được chưa? Thì nó sẽ trùng với nhau nha. Đó, tức là Y nó sẽ bằng Y phẩy á, mình hiểu đi ha, là bằng Y. Các bạn hình dung được không? Hai đường trung trực trong một tam giác cắt nhau thì Y là tâm đường tròn, bởi vì nó không có định nghĩa, các bạn hiểu không? Tại vì nó chỉ định nghĩa là hai đường trung trực của một tam giác thôi, thì nó mới cắt nhau tại một điểm, mà hai cái cạnh xanh xanh này tím tím thì nó cố tình nó để như vậy mà, hiểu không? Đó. Thì nó sẽ không cắt nhau tại tức là nó không có định nghĩa là trong tứ giác tâm đường tròn ngoại tiếp là giao điểm của trong tứ giác nội tiếp, thì tâm đường tròn nội tiếp tâm đường tròn ngoại tiếp là giao điểm của hai đường trung trực của hai cạnh bất kỳ, nó không có nói điều đó, bạn hiểu không? Nó chỉ nói tam giác thôi đó. Cái khó chỗ là nó nói tam giác mà nó không nói tứ giác, nói tam giác mà không nói tứ giác, thì cái đó mới là cái mà mình khó chịu nhất, được chưa? Đấy, thì đầu tiên đây thầy sử dụng tam giác nè OEF ha, nội tiếp trong cái đường tròn đúng không, mình sẽ gọi là y phẩy. À, trình bày một cách cho mấy bạn dễ hiểu nhất nè, y phẩy nha, này phải thêm cái y phẩy vô nữa đó, thì tam giác là OEF nè sẽ nội tiếp, mình gọi cái đường tròn y phẩy đó, nội tiếp trong cái đường tròn y phẩy, thì y phẩy này chính là giao điểm của ba đường trung trực OE, OF, EF, đồng ý ha, tức là y phẩy O bằng y phẩy E và y phẩy O cũng bằng y phẩy F, đường trung trực mà nó cắt đều đúng chưa? À, rồi y phẩy E cũng bằng y phẩy F ha, y phẩy O cũng bằng y phẩy E luôn, đó là thứ nhất. Rồi thì y chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác này, thì tứ giác này nội tiếp cho nên y cũng là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác kia luôn,
À, cho nên IF nó cũng bằng IS. Đó, mình hiểu không? IF nó cũng bằng IS. Rồi, tới đây là mấy bạn hiểu rồi ha. Tới đây là hiểu rồi. Thì chúng ta có cái gì? Ta có nè. Y, IF, đúng không? Y, Y phẩy nè. À, nó thuộc đường trung trực của F, FE. Và Y phẩy nè, cũng thuộc đường trung trực của E, EF. À, OE chị, Y phẩy là giao điểm của hàng này và đề cho Y cũng là giao điểm của hàng này, đúng không? Đề cho nãy đó Y là giao điểm, với hàng này nó trùng với nhau đó, cho nên Y phẩy trùng với Y, mà ta có được là OM là vuông góc với EF. Bây giờ chúng ta có được là IM cũng vuông góc với OS, tại nó là đường trung trực mà, cho nên ba điểm này thẳng hàng đó, cái hướng đi nó là như vậy đó, các bạn hình dung được không? Đó, cái lập luận của thầy là như vậy đó. Rồi, hiểu ha. Thì đây chúng ta vẽ ra cái đường này. Trung trực. Được chưa? Đây. Nhìn nha. À, khỏi luôn. Lấy cái IM bằng F thôi. Nối này lại thôi. Rồi. À, rồi, tiếp theo. Chung là nhiều thứ lắm. Mình khi mình học tới mình va chạm rồi mình mới biết được có như thế nào. Chứ còn bình thường sao mình biết được nha. Rồi. Vậy chúng ta gọi nè, ta có tứ giác này nội tiếp đúng không? Rồi gọi G ha, là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác SFOE. Gọi nha, thì mình suy ra được đó là gì? Y y phẩy đi, quên y phẩy nha. Rồi y phẩy y phẩy e nè, đúng không? Theo như tôi giác y phẩy s trước đi, y phẩy s bằng y phẩy f, đồng ý ha? Y phẩy s bằng y phẩy y là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác này đó, y phẩy f bằng y phẩy f bằng y phẩy o bằng y phẩy e, đó là tâm đường tròn ngoại tiếp thì bằng bán kính đó. Cùng bằng bán kính. Đó. Được chưa? Rồi, thôi làm cách này hay nè. À, làm gì thì dở rồi, thì dở rồi, thì làm gì dở rồi. Khỏi cần cái kia cũng được. Rồi, ta xét cái tam giác này. Nè, xét cái tam giác à, ta có nè, ta có nha. Rồi. Y phẩy S đúng không? Y y phẩy S nha, y phẩy S này. Bằng y phẩy F. Đồng ý không? Đó là do chứng minh trên đó nha. Thì mình suy ra y phẩy đúng không? Cách đều đúng không? Y phẩy sẽ thuộc đường trung trực của đoạn thẳng SF đúng không? Đó là tính chất của đường trung trực, cách đều hay đồng mốt thì sẽ thuộc. Đó. Rồi, tương tự ta có nha, y o y phẩy o á bằng y phẩy e cùng bằng bán kính á, à, chứng minh trên nha. Đó. Thì ra y phẩy thuộc đường trung trực của đoạn thẳng oe, tính chất đúng không, cách đều là nó sẽ thuộc, nó nằm trên đường trung trực đó. Vậy y phẩy nó thuộc hai cái đường trung trực này thì ta có ghi lại này ha, y phẩy được đường trực SF và y phẩy nó cũng thuộc đường trung trực của OE, chứng minh trên nó thuộc hai đường thẳng vì nó sẽ là giao điểm, được chưa? Thì sẽ y phẩy sẽ là giao điểm của hai đường trung trực của đoạn thẳng SF
và cộng thẳng câu E. Đó. Tại vì một điểm mà thuộc hai đường thì chắc chắn là điểm đó sẽ thuộc giao điểm của hai đường đó. Được chưa? Thì ta có nè, Y là giao điểm. Y Y phẩy là giao điểm nè, đúng không? Hai đường trung trực. Đó là chứng minh trên. Và đề cho Y là giao điểm. Đó là giả thiết. Mà giao điểm của hai đường thẳng là duy nhất chứ không có được hai điểm đâu nha. Cho nên Y phẩy phải trùng với Y. Đó, hay không? Nhiều cách lạ lắm. Nói chung là mình học qua là mình phải biết cái cách để xử lý bài toán nha. Nó không có tương theo một cái quy luật cố định đâu. Đó, Y phẩy phải trùng với Y. Hiểu ha? Đó. À, ta có là cái gì? Ta có đó. Được chưa? Là Y phẩy F bằng Y phẩy E. Đây nè, Y phẩy F bằng Y phẩy E này, giống như trên này ha. Đó. Y phải F. Y phải F bằng Y phải E. Đó là do chứng minh trên đó. Thì Y phải thuộc đường trung trực của đoạn thẳng EF, đúng không? Tính chất. Thì Y phải thuộc đường trung trực của đoạn thẳng EF. Thì Y nó cũng thuộc đường trung trực của đoạn thẳng EF. Bởi vì Y trùng với Y phải. Y phải trùng với Y nè. Đó, chứng minh trên. Đó, thì Y thuộc đường trung trực của EF. Tức là sao? Y thuộc đường trung trực của EF. Và ta có O cũng thuộc đường trung trực của EF luôn. Ta có nãy nè. Nha. Ta có là OM. Đúng không? Đó, OM. Nó liên quan thấy chưa? OM đó là vuông góc. À, thôi, mình nói gì nè. Tam giác cân. Nha. Và có đường cao cũng là đường đường trung trực luôn cho nó nhanh đi. Đó. Tam nè, có này là câu B. Đúng không? Đó mình suy ra OM cũng là đường trung trực. Đường trung trực của đoạn thẳng EF. Đó là tính chất nha. Rồi. Đó, tức là ta có đây là ha. Y thuộc đường trung trực của EF, đúng không? Đó, Y thuộc đường trung trực của EF. OM là đường trung trực của EF. Chứng minh trên hết. Thì chắc chắn là Y sẽ thuộc OM. Tại vì OM bản thân nó là đường trung trực của EF. Đúng không? Đó, hay không? Nói chung là nhiều cách lập luận đó. Nhiều khi tôi nói vậy nhưng mà khi tôi làm tôi thấy nó có cái hướng khác để tôi làm thì tôi sẽ là trình bày hướng khác cho nó nhanh nha. Y thuộc đường trung trực. Mà OM là đường trực thì Y sẽ thuộc với OM. Những đơn giản vậy thôi. À, Y sẽ thuộc với OM. Đó. Chỉ suy ra 3 điểm. Y, M, O, thẳng hàng. Hay không? Đó, cái này khỏi dùng tiếng người, cái clip gì trơn ha. À, dùng tiếng đề cũng được thôi. Mình chứng minh nó vuông vậy. Mất công mình gọi đi cái điểm này. Chứng chung điểm. Có M là chung điểm cũng được luôn. Tức là cái chỗ này nãy mình hiểu không? À, khỏi đi. Nói vậy được rồi. Rồi. Các bạn hiểu ha. À, chúng ta sẽ đi qua câu tiếp nha. Hay ha, cái bài hình này khá hay các bạn. Tôi làm biết bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu nghìn đề, gần cả triệu đề luôn chứ đừng. Chưa bao giờ gặp cái câu mà nó ra kiểu này luôn. Rồi, khá hay. Ta đi vào câu 6. Một chủ vườn trồng sầu riêng không hạt, thu hoạch cả mùa là 3.000 kg. Đầu mùa giá sầu riêng bán được 50.000 đồng/kg, giữa mùa giá giảm 30% so với đầu mùa, cuối mùa tăng thêm 15% so với giữa mùa. Biết lượng sầu riêng bán đầu mùa bằng 1/3 giữa mùa và bằng 1/2 cuối mùa. Tính số tiền chủ vườn thu được sau khi bán 3.000 kg sầu riêng. Là sao? Có bạn Phương Trịnh nằm đầu mà gọi cái gì là chữ X đó, gọi cái gì là chữ X. Cái bài này nó cho ngặt nha, thấy vậy chứ là bước vô là không biết đường làm đấy. Bây giờ 3.000 kg đúng không, đầu mùa bán được là giá có giá đúng không, giữa mùa tính được luôn, giá cuối mùa tính được, tức là mình biết giá rồi đó.
Rồi, lượng sầu riêng bán được đầu mùa 1-3, giữa mùa 1-2, nha, cuối mùa. Như vậy, mình gọi lượng sầu riêng, lượng sầu riêng bán được đầu mùa 1-3, 1-2, 1-2, chỉ bạn không gọi luôn, bạn hay tính trực tiếp ra rồi. Bài này cũng không khó nha. Ồ, thấy gì mà dễ ta. Nếu mình đặt ít cũng không có không cần ít đâu. Lượng sầu riêng bán một đầu mùa bằng 1/3, giữa mùa thì bằng 1/2 cuối mùa. À, đặt ít mới được, đặt ít mới được. Vậy mình đặt ít đầu mùa đúng không? Bằng 1/2/3 giữa mùa và bằng 1/2 cuối mùa. Đầu mùa mình sẽ đặt đầu mùa là chữ ít đi. Rồi, sau đó mình tìm giữa mùa, cuối mùa theo ít. Rồi mình cộng ba cái đó bằng 3.000, cái phương trình nằm ở 3.000 ký nè. À, còn không thích mấy bạn đặt giữa mùa là ít cũng được luôn, tùy mấy bạn à nha. Rồi nè, nhìn cho kỹ nha. Rồi ít đó kg mình tìm ra ít rồi mình ha, là số kg sầu riêng bán được giữa mùa, đầu mùa đi đúng không, ít là phải lớn hơn không, chắc chắn phải bé hơn 3.000, cho lớn không cũng được, khỏi bé hơn 3.000. Là số kg sầu riêng bán được, đáng lẽ là ít nguyên nữa, thường là ít nguyên nha kia, nhưng mà thôi kệ cái gì được rồi. Đấy, số kg bán được đầu mùa mình hiểu nè, số lượng sầu riêng bán đầu mùa bằng 1/3 giữa mùa nè, mình hiểu nè. Đầu mùa mình đem cái tờ giấy nháp ra ngoài hiểu không, đầu mùa là bằng 1/3 giữa mùa. Vậy mình tìm giữa mùa, mình sẽ lấy đầu mùa chia cho 1/3, giống như tìm ít gì đó, giữa mùa nè, lấy đầu mùa chia 1/3, lấy ít chia 1/3 đó. Tức là số kg sầu riêng bán được giữa mùa là ít chia cho 1/3. Phải ghi ít chia cho 1/3 nha, rồi mới nhân nghịch đảo là thành 3x đó. Rồi, đầu mùa bằng 1/3 giữa mùa, nhưng mà bằng 1/2 cuối mùa. À, bằng 1/3 nè, tức là đầu mùa là bằng 1/2 cuối mùa thì mình sửa nè, đầu mùa nè. Đó, bằng 1/2. Đúng không? Cuối mùa, vậy mình tìm cuối mùa. Mình sẽ lấy đầu mùa chia cho 1/2. À, bán được cuối mùa. Đó, ít chia cho 1/2, tức là bằng 2x. À, thì theo đề bài ta có phương trình là 3.000 ký đó. Hay không, tìm ra ký rồi mình mới tính tiếp được, cái kia tính từ từ. Nói chung là thằng Chiên cho rất là thấm nha, cho học yếu yếu bóng vía là không biết đường làm luôn á. Theo đề bài á, ta có phương trình đó là x cộng 3x cộng 2x đúng không, là bằng 3.000. À, tới đây mình giải ra là 6x bằng 3.000 thì x bằng 500 đúng không. À, thỏa nha. Rồi, vậy mình mới tìm từng loại nè. Số kg tức là mình có cái giá đầu mùa đúng không? Mình tính ra cái giá là tức là mình số kg sầu riêng bán được đầu mùa mùa là nha, là ít là 500 ký. Tính ra luôn đi. Số kg sầu riêng bán được giữa mùa là x bằng 500, này là 2x, là 2 nhân 500 là bằng 1.000 ký. Rồi số kg bán được cuối mùa là 3x, ai xin lỗi, giữa mùa là 3x chứ, 3x nha, 3 là 1.500, còn này mới là 2x nè, 2x đúng không, cuối mùa 2 nhân 500, 1.000 ký. Rồi mình tính giá nó ra. Đó, mình nhân lại cộng lại số tiền thôi, tới đây dễ rồi. Nên đầu mùa giá bán 50.000 đồng, giữa mùa giá bán 30% đầu mùa, tức là giá bán mỗi kg sầu riêng giữa mùa là 30% của 50.000 đồng, là làm lấy là giảm 30% chứ, giữa mùa giảm, giảm cái này giảm mọi người, bạn ghi 30% là xong rồi đó, trừ cho 30% nha. À, tức là 0,7 nhân cho 50.000
đúng không? Mình làm vào một cái đề khó, mình thấy nâng cao được cái kỹ năng mình liền. 35.000 đồng đúng không? Rồi tiếp theo là giá bán một cái kg sầu riêng cuối mùa. Cuối mùa là đến cuối mùa tăng thêm 15% so với giữa mùa, tức là giữa mùa là 35 nhưng mà cuối mùa là tăng là phép cộng của 35.000 đồng. À, nó kiểm tra đầy đủ kiến thức luôn, 1,15 đó nhân cho 35.000 là 40.250 đồng. Tại vì toán học mà nó muốn để làm sao nó để thôi nha. Có ai đâu bán ký sầu riêng mà 200 lẻ này đúng không, nhưng mà tại vì trong toán nó vậy đó, bạn phải hiểu nha. À, trong toán nó thích vậy đó, chứ ngoài mình không có ai bán lẻ 40.250 đồng, bây giờ 500 đồng còn xài với 250 đồng ai xài nữa đúng không. Nhưng mà tại vì đây là toán, tính theo toán thôi. Rồi vậy mình tính nè. À, vậy số tiền chủ vườn bán được 3.000 cây sầu riêng là, à, mình hiểu không? Đầu tiên nè là 500 kg, chứ cái giá là 50.000 đồng đầu mùa, mắc hơn đúng không? Giữa mùa thì nó rẻ nhất, tại vì giữa mùa là sao bạn hiểu không, là sầu lượng nhiều nhất, còn cuối mùa nó cũng gần hết rồi, đầu mùa nó cũng ít hơn chín ít, cuối mùa là hết rồi, thì giữa mùa nhiều nhất cho nên giá giữa mùa nó rẻ nhất hiểu không, là nhưng mà bán số lượng cũng nhiều nhất luôn, là 1.500 kg với cái giá giữa mùa là 35.000, còn cuối mùa bán được 1.000 kg với giá là 40. Là ăn ăn cái gì bạn ăn giữa mùa là chất lượng nhất, còn bạn ăn bạn mà ăn cuối mùa là đồ 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 dạt. À, đầu mùa là ngon nhất nhưng mà đầu mùa thì mắc, là ăn trái cây gì cũng vậy bạn ăn ha, bởi vì bây giờ người ta nhúng thuốc nhiều lắm, nếu như mấy bạn ăn cuối mùa nó sẽ gom non, nó gom hết lại luôn rồi nó đem ra nó bán một lần rồi xong cái vườn đó, thì cho nên mấy bạn ăn cái gì cũng phải cẩn thận nha. Mua đồ siêu thị là an toàn nhất. Rồi 11 là 110 gì? 11 này 3 số 0. À 117 triệu 750 nghìn đồng. Đúng không? Hiểu ha? Đó. 11 7 750 3 số 0. Hiểu này ha? Thì nói chung có 3.000 kg thôi, cũng không có nhiều lắm đúng không, 3 tấn thôi, rồi 110 mấy triệu thì cũng được rồi. Đó, là hoàn thành câu này được chưa. Rồi giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 7, câu cuối cùng. Vậy đây, em hãy tính xem để làm một chiếc quạt nan tre bạc vải như hình vẽ bên dưới, người ta cần bao nhiêu diện tích vải, biết mỗi nan dài là 33, nè tính từ cái tâm ra ngoài là 33, hiểu không? Rồi phần nan được bọc vải dài 25, tức là cái dải dài 25 thôi. Rồi mỗi góc quạt mở tối đa là 170 độ, rồi cái góc bự này là 170. Để có tính thẩm mỹ, quạt được bọc vải cả hai mặt, tức là vải này mình bọc hai mặt luôn, hiểu ha? Không tính phần rìm mép thừa cho bi, kết quả làm tròn đến chữ số này, chữ số nha, đến chữ số, đến chữ số này sẽ là chữ chữ số, đến chữ số. Hợp phần thứ hai rồi, quá dễ, tức là sao? Bài này đúng không, cái hình này mình có vẽ là mấy em sẽ, rồi thầy sẽ vẽ chồng lên đây cho bạn hiểu đi ha. Quạt nó như thế này, nó dán hai mặt, đây là O hiểu không, đó đây là A chẳng hạn, đây là B đi, thì cái góc giữa này nè đó là 170 độ á. Rồi thì cái đường này nè OA của mình ha là 33, nhưng mà tính ra tới đây đi, thì cái khúc C này đó, OC này có 25 thôi, hiểu chưa? Đấy. Như vậy vậy mình sẽ trừ ra là mình tính được cái OC này nè, hiểu không? Đó là lấy 33 trừ 25 là ra có 33 trừ 25 là ra nhiêu? 8, đúng không? Vậy mấy bạn muốn tính được vải mà bọc hai mặt thì bạn tính một mặt nhân hai lên. Một mặt đó thì bạn sẽ tính nguyên cái quạt bự này nè, màu đỏ này nè, nha. Đó, tính cái diện tích của cái quạt này, và mình có bán chính là 33 đó nha.
Rồi sau đó mình sẽ tính cái quặt nhỏ trong mình trừ ra cái phần nhỏ đây nè, nó cái xanh xanh này nè, đó là bán kính của nó là 8 thôi, vuông góc nó vẫn là 107. Đó là mình lấy nguyên cái bự ngoài mình trừ cho cái xanh xanh trong này nè, nó sẽ ra cái phần là phần giấy ở giữa đó. À nó hay chỗ đó thôi, được chưa? Rồi mình nhân hai lên đó là ra nha, tức là cái công thức tính hình quạt là mình biết rồi, đúng chưa? Đó nó cũng khá hay, đề này tôi cũng thấy là có khả năng thi sau này á, tức là những cái đề chuyên này mình hàm rồi á, coi chừng đi thi nó cho lại, bạn hiểu không? Coi chừng đi thi cho lại. Diện tích của hình quạt tròn đây, công thức nè là pi r bình n chia 360, n là cái góc này nè, không có được để chế độ nha, tích giáo khoa để sao để vậy, pi là 3,14, r bình n chia 360, hiểu không? Đấy rồi, nhớ công thức tính quạt đó nha. Thì ta có nè, tức là chúng ta tính là diện tích hình quạt đúng không, có bán kính là 33 cm nha, và góc cái này hiểu không, tức là hình quạt chúng ta tính là diện tích của hình quạt có bán kính 33 cm và góc mở là 170 độ, là đó mình đặt nó là S1 đi. Theo công thức là pi r bình r1 bình nha, tại vì mình lấy cái này là S1 thì đặt r1 bình đi, nhân n1 chia cho 360 thì pi ta cho là 3,14, dấu bằng luôn á nha, tức là không có để sấp xỉ. R1 là 33 bình đó, bạn không thay 3,14, bạn dùng máy tính bấm pi là bạn sai hết bài luôn á. Rồi 33 bình rồi, tức đơn vị cm nha, n là 120, 170 đó, được chưa? 170 chia cho 360. Rồi mấy bạn có nên là bấm ra luôn hay không, mà mình nên bấm ra dưới dạng phân số, tại vì mấy bạn biết cuối cùng mình mới làm tròn. Nếu mà làm tròn ở đây mà làm tròn lần nữa là bị lệch là sai, còn phải làm tròn nhiều hơn hai đơn vị nữa mới được, hai chữ số phân nữa, nhưng mà thôi thì sẽ không làm tròn luôn, cuối cùng thì bấm lần nó mới chuẩn luôn ha. Rồi nhân cho 33 bình nè, ở nhân 170 nè, chia cho 360, 3,14, 33 bình 170 đúng không? Rồi bạn để số này luôn, 1614,745. À, 1614,745 đúng không? Đó là đơn vị là cm vuông, đồng ý không? Rồi diện tích hình quạt có bán kính là mình lấy là 25, 33 trừ cho 25 là bằng 8 cm ha, bán kính là 8 cm, hiểu không? Bán kính là 8 cm. Và ở đây mình có nè, ta khó mình nên ghi gì đi ha, 33 cm trừ cho 8 25 cm bằng 8 cm. Rồi rồi 8 cm ghi gì luôn đi, 8 cm và góc mở là 170 độ. Đó là S2. Đó cũng là B. Đó, R2 bình. Đúng không? Đó, N2. N2 cũng N1 cũng giống nhau thôi. Đúng hiểu không? Rồi, 360. 3,14 nhân cho R2 là 8. Đúng không? 8 bình nhân cho 170 chia cho 360. Rồi. 3,14 nhân 8 bình nhân 170 chia cho 360. Rồi. Cái này nó bị phải phải, bạn để gì luôn cho thầy? 21352. 21352. 21352, 225. 225, nó để đó luôn. Rồi, tiếp theo. Bạn nó kêu mình tính giấy đúng không nè, nói là quạt được bọc cả hai mặt nha, nó kêu là mình tính cái gì đó nè, hãy tính xem
để làm chiếc quạt nan tre bằng vải, người ta dùng bao nhiêu diện tích vải? Đó, diện tích vải cần dùng, nó có hai mặt nha, nhân hai lên. Đó, vậy mình lấy hai, mình nhân cho S1 trừ cho S2, nó có hai mặt, hiểu không? Rồi ở đây mình sẽ lấy là 16 14,745 trừ cho 21352 21352 25. Đó, rồi mới làm xấp xỉ một chữ số. Đó là siêu chuẩn luôn á nha. Chính xác là cực kỳ cao luôn. Rồi 16 14,745 trừ cái n hồi nãy đó tôi chưa xóa đó. Rồi làm tròn, nếu bạn cẩn thận bạn ghi bằng cái này ra cái luôn, 109429 phần 36. Rồi mới làm xấp xỉ, nó yêu cầu mình làm tới cái gì đây? Chữ số thập phân thứ hai, tức là hai chữ số đó, là ở đây là 3039,694 là 69, 3039,69. Đó, cm vuông nha. Không yêu cầu mình làm tới đơn vị gì hết đúng không? Thì mình làm cm vuông. Đúng ra này nó phải cho mình đơn vị là cm vuông nữa mới là chuẩn nha. Tức là nó kêu mình làm theo diện tích vải theo đơn vị cm vuông, lỡ người ta đổi ra mét làm sao đúng không? Thì thôi kệ đi, mình hiểu vậy nha. Đó cũng là một cái mà người ra đề cần phải điều chỉnh lại. Rồi vậy diện tích vải cần dùng xấp xỉ là 3039,89 cm vuông. Rồi đó, xong. Nè, hiểu chưa, hay không? Đó.